Series tìm hiểu về rượu vang trong 60 giây, phần 25. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với Colli Orientali Dan Friuli của FVG. Colli Orientali Dan Friuli là một vùng với nhiều đồi núi, nơi sản xuất rượu vang có từ thời La Mã. Ngày nay, bạn có thể tìm thấy các giống quốc tế và địa phương mọc cạnh nhau bao gồm Sauvignon Blanc, Chardonnay và Pinot Grigio. Cây nho phát triển rất tốt khi được trồng trên Colli, được bảo vệ bởi dãy Alps ở phía Bắc và tiếp xúc với gió biển nhẹ nhàng ở phía Nam. Rượu vang trắng Colli Orientali Dan Friuli có hương thơm gợi nhớ về những loại hoa màu trắng và táo chín. Trong vòng miệng, bạn sẽ cảm nhận được rất nhiều vị của những loại trái cây có hạt, sau đó là hậu vị kéo dài quyến rũ. Dù có rất nhiều giống nho quốc tế nổi tiếng tại đây, thế nhưng không vì thế các giống nho bản địa chịu lép vế. Có thể kể tới là Frillano. Đây là loại nho đặc trưng của vùng, được làm từ giống nho Sauvignon vẫn ít biết. Rượu vang được làm từ Frillano thường có vị ngọt và giòn với hương thơm tinh tế gợi nhớ đến mùi cỏ xạ hương, trái mơ, chanh mơ. Loại nho bản địa thú vị khác mà bạn có thể muốn khám phá là Ribolla Gialla, thường được dùng sản xuất sparkling, giống như Prosecco. Nó có độ chua cao, cấu trúc phong phú cùng với đó hương vị gợi nhớ đến mơ, quýt và trái lê. Và thật sự như mọi người thường nói, rượu vang ngon nhất đến từ những ngọn đồi. Follow và thả tim cho DIY Việt Nam để đón nhận những chia sẻ bổ ích về rượu vang nhé!